cảm ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Ok, hôm nay chúng ta sẽ không chơi game các bạn. Và hôm nay mình sẽ làm một cái clip để hướng dẫn đến tất cả các bạn cách để có thể là tải cũng như là chơi được một cái tựa game mà vừa được ra mắt các bạn, rất là hay ho luôn. Thì cái tựa game này của người Việt Nam làm nha các bạn. Và đây là cái tựa game lái xe đó, và những cái chiếc xe trong này thì các bạn biết rồi đấy, toàn là xe Việt Nam không. Cái tựa game nó mang tên là Minibus Simulator Việt Nam đó. Minibus tức là những cái chiếc xe mà chở khách nhưng mà hạng nhỏ. Đó là những cái dòng xe 16 chỗ rồi các kiểu đấy đó. Bạn nào phải gọi là đam mê 16 chỗ chơi cái tựa game này là đúng hợp lý luôn đấy các bạn. Ok, thì với cái tựa game này nó đặc biệt hơn một xíu là chỉ chơi được trên Android thôi các bạn. Còn những cái dòng điện thoại iOS, ví dụ như là iPhone nè, iPad nè thì lại không chơi được. Nên là những cái bạn mà gọi là xài iPhone, iPad thì cũng hơi là bất tiện một tí đúng không? Đó, thì hiện tại thì trên màn hình của mình đang là một cái iPad của cái dòng Android. Đó, thì đây là chiếc Samsung nha các bạn. Các bạn có thể sử dụng điện thoại Samsung nè, Oppo này nè, hoặc là những cái dòng mà nói chung là hệ điều hành Android đấy, thì các bạn có thể là tải và chơi được. Đó, còn hiện tại các bạn iPhone thì gọi là bó tài các bạn, không thể nào tải được hết. Ok, thì trên những cái dòng điện thoại Android nó sẽ có một cái app như thế này, nó tên là CH Play. Đó, đây là cái app này các bạn. Các bạn sẽ vào nó để tải game nhá. Ok, thì đây là cái giao diện của cái app nè. Đó, thì trên này nó sẽ có một cái mục để tìm kiếm game. Đây các bạn bấm vào đây, các bạn search giúp mình cái tên game là Minibus Simulator. Simulator tiếng Anh tức là mô phỏng mấy các bạn. Việt Nam. Đó, Minibus Simulator Việt Nam tức là game lái xe mà bus, xe khách nhỏ ấy, mô phỏng. Đó. Ok, các bạn search cái tên này cho mình nha. Đó. Thì hiện tại mình làm cái clip này sớm quá các bạn, nên cái game nó chưa được cập nhật lên trên này. Đấy. Nên là các bạn, hiện tại bạn nào mà sau này ấy, các bạn chỉ cần search cái này là nó đã có game rồi. Nhưng mà hiện tại nếu các bạn bị lỗi giống mình ấy, search tên mà không có game thì các bạn search lại giúp mình như thế này nè. Đây, các bạn ghi chữ búp cho mình. Búp 2 chấm. Web. Đó, số 3 rồi chữ O. Đó, cách ra một cái rồi ghi chữ test nè. No logi. Đọc tiếng Việt cho các bạn luôn ấy. Đó. Chữ búp nè, 2 chấm nè rồi chữ web 3 O cách ra một cái test no logi. Đấy, enter một phát. Ok. Đó. Thì đây, cái tựa game nằm đây các bạn, Minibus Simulator Việt Nam. Đó. Đây là cái cách cho các bạn nào mà bị lỗi mà không tìm được game ấy nha các bạn, mới search kiểu đó. Còn nếu bạn nào mà search Minibus Simulator Việt Nam mà ra luôn thì nó có luôn các bạn. Ok, thì đây là cái tựa game này các bạn. Đó, đẹp không? Đó, đầu tiên là cái chiếc xe khách mà quen thuộc, đây là con Hyundai Cauti nè, đúng không các bạn? Tiếp theo là con quá quen thuộc tiếp theo, đó là con Ford Transit. Đó. Bên này chúng ta lại có một con Hyundai Cauti phiên bản limousine được các kiểu. Đó. Khá là hấp dẫn các bạn. Và game này đặc biệt là người Việt sản xuất, đó là cái công ty Westbao này nè các bạn. Hả? Ok, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi. Cái game này rất là đẹp luôn ấy. Đây là cái phiên bản game thứ tư của cái công ty Westbao này rồi. Đó, ba cái tựa game đầu mình cũng có review cho các bạn xem hết rồi đấy. Thì tiếp tục cái game thứ tư này mình cũng tiếp tục review cho các bạn luôn. Đó, thì đây, cái game này thì hơi tiếc một tí là các bạn phải bỏ tiền ra mua với giá là 135.000 các bạn. Và đặc biệt là không thể nào tải miễn phí hết. Nhiều bạn cứ comment là hướng dẫn cách tải game miễn phí, rồi nói chung là anh ơi làm sao để tải game miễn phí, thì cái này mình xin khẳng định là không thể nào tải được miễn phí cả. Đó, bắt buộc phải mua. Đó, rồi ok, bây giờ mình sẽ tiến hành mua cái tựa game này luôn nha các bạn. Các bạn chỉ cần bấm vào đây nha. Đó, thì dưới này các bạn thấy cái mục dưới này không? Các bạn bấm vào cho mình, nó sẽ có rất là nhiều cái phương thức để các bạn trả tiền. Ví dụ như là thanh toán qua cái Viettel Telecom nè. Cái Viettel Telecom này mình cũng không biết là rõ là cái thanh toán như thế nào nữa các bạn. Còn tiếp theo là cái phương thức thanh toán bằng cái thẻ tín dụng hoặc cái thẻ ghi nợ. Thì đây là cái thẻ Visa nha các bạn, thẻ Visa hoặc thẻ Master. Chứ cái thẻ mà ngân hàng nội địa thì các bạn cũng không sử dụng được luôn. Đó. Rồi cái thứ ba mình nghĩ cái này là nhiều bạn sử dụng và cũng như là thông dụng nhất mà dễ sử dụng nhất, đó là thanh toán qua cái app Momo các bạn. Đó, thì bạn nào có app Momo thì cũng có thể là sử dụng qua cái mục này luôn.
Đó, còn hiện tại mình có cái thẻ Visa các bạn, nên mình sẽ chọn vô cái mục này. Đó. Mình các bạn sẽ nhập cái mã số thẻ vào đây và bấm lưu thì nó sẽ ra cái mục y chang như mình nè. Ok, mình sẽ bấm vào đây để mình mua luôn nha các bạn. Hiện tại mình có thẻ rồi, mình bấm vào để mình mua luôn. Rồi, mua nào. Ok, nhập mật khẩu. Rồi, mình vừa nhập mật khẩu xong rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ xác minh nè. Các bạn đợi một tí. Đó, nó cứ lót như vậy đấy. Ok, nó hỏi là nó báo là thanh toán thành công rồi nè các bạn. Rồi, như vậy là mình đã mua hoàn thành cái tựa game này rồi các bạn. Đợi nó cài về thôi. Mình nghĩ game này cũng nhẹ đấy các bạn, nên là cái việc mà cài đặt nó cũng khá là nhanh. Đấy, và đặc biệt nên các bạn nên gọi là xài cho mình cái wifi ấy, nên thì nó tải mới nhanh các bạn. Còn các bạn nào xài 3G hoặc là xài nói chung một số mạng khác thì nó có thể là tải nó hơi yếu, hơi lâu một tí. Cái game này có 203MB thôi các bạn. Quá tuyệt vời, cứ ngồi đợi nó tải thôi. Game này hiện tại đang được đánh giá 4,7 sao nha các bạn. Tức là gần 5 sao đấy. 5 sao là chuẩn mà này, 4,7 sao rồi. Quá tuyệt vời. Ok, mình sẽ đợi và trải nghiệm game thôi. Đấy, cuối cùng chúng ta cũng đã tải được game rồi đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ về cái trang chủ nha. Đây, cái tựa game nó nằm ở đây rồi các bạn. Bây giờ vào để trải nghiệm thôi nào. À, ok. Vào thôi. Game lái xe.com. Ok. Đặc biệt các bạn nào mà tải, nói chung là tải miễn phí ấy, thì các bạn bắt, các bạn cho dù các bạn tải về được đi, các bạn cũng không vào được game. Cái đó mình khẳng định, mình đã test nhiều lần rồi, không vào được game. Nên là các bạn bắt buộc phải bỏ tiền ra để mua các bạn mới vào được cái game như thế này. Wow, một bản nhạc khá là quen thuộc luôn các bạn ơi. Ok, thì mới vào thì các bạn thấy cái giao diện là mình đang nằm trong một cái gara xe các bạn. Những cái biển gắn trên tường đều là tiếng Việt hết nè. Và đây là cái chiếc xe Hyundai County. Mọi người, những cái dòng xe mà 29 chỗ rất là chạy thịnh hành ở Việt Nam hồi xưa các bạn, bây giờ cũng có nhưng mà cũng phải gọi là hơi ít rồi. Bây giờ là anh em rồi bòn lên xe buýt Hyundai rồi các kiểu, Hyundai Silver rồi. Ok, thì với cái giao diện này thì đầu tiên ở trên một bên trái trên chúng ta có thể là có thể thay đổi tên nè. Rồi, mình sẽ sửa thành tên Nguyễn Quý Gamer. Hả? Gamer. À. Ok, level 1, hiện tại mình có 100 điểm nghiệm. Tiếp theo là chúng ta có thể là thay đổi được ngôn ngữ luôn nha các bạn. Wow, khá là hay. Bạn nào ở nước ngoài cũng có thể là tải game được. Ví dụ mình đổi qua tiếng Anh nè. Đó. Bạn nào ở Indo thì các bạn có thể là sử dụng tiếng Indo, Indonesia. Đó, Việt Nam nè. Ok. Tiếp theo là cái phần biển số các bạn cũng có thể là thay đổi được nha. Bây giờ mình sẽ load vào. Trong này nó sẽ có rất là nhiều loại biển số luôn. Biển số trắng là biển số hồi xưa đấy các bạn. Biển số vàng là cái biển số hiện tại nè. Cái biển số mà xe chạy để kinh doanh ấy. Đó, biển số vàng. Biển số xanh là biển số của nhà nước. Đó, biển số này là biển số gì trời? Biển số nền đen này mình cũng không gọi biển số gì nữa các bạn. Và biển số nền đỏ là cái biển số dành cho bên quân đội các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái biển số vàng đi ha, cho nó giống cái hiện tại. Ở trong này nó cũng có thể là sử dụng được nhiều loại phông chữ nè các bạn. Đó, bạn nào thích phông chữ nào thì lấy. Cái này gọn gàng nè. Mà lấy cái này đi các bạn. Ok. Cái này là biển số đằng trước, cái này là biển số đằng sau nè các bạn thấy không? À, bên hông cũng có thể là thêm biển số được luôn các bạn, tức là dán đề can lên luôn ấy. Còn đây là một cái đặc biệt hơn là các bạn có thể là ốp cho nó thêm một cái ốp phía ngoài gắn được cái lá cờ ở phía đầu biển số nè. Khá là hay nhá. Ok, mình sẽ sử dụng cái ốp của Việt Nam luôn. Đây mình đổi cái biển số xe của mình là 65. Biển số xe mini bus thường là biển số B nha các bạn. B. Biển số của mình 210.29. À nhầm, 29. Đấy, quá đẹp. Biển số sau cũng vậy. Biển số sau mình cũng phải đổi nè các bạn. Rồi, 65B 210.29. Sao cái này nó không nhảy xuống ta? Từ từ các bạn ơi. 65B thường là nó sẽ nhảy xuống luôn các bạn. Đây như thế này nè, như vậy mới đúng nè các bạn. Đó, đấy, như vậy mới đúng nè. Cái con này thì sử dụng cái phông thứ hai nó đẹp hơn, phông này nè. Rồi, bên hông cũng vậy các bạn cũng phải sửa hết. Bên này là sửa làm sao ta? À đây, đó. Lá cờ, rồi, ok. Đằng trước cũng vậy, rồi ok các bạn, như vậy là mình đã sửa được cái biển số rồi đấy.
Bạn nào thích sửa biển số thì cứ vào đó để sửa biển số xe cho riêng mình nha các bạn. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong cái mục đổi biển số đúng không? Rồi tiếp theo bây giờ chúng ta qua bên này coi. Bên này đầu tiên chúng ta sẽ có là cái này là cái sử dụng dọn ghét của cái điện thoại để cho cái điện thoại mà nó mượt hơn nữa các bạn, khá là hay. Tiếp theo là cái mục cài đặt nè, để mình coi coi. Cài đặt trong này nó sẽ có lái bằng vô lăng nè, lái bằng cách nghiêng điện thoại nè, và có thể là lái bằng bằng cái bàn phím nút qua lại. Đó, dưới này chúng ta sẽ có cái vô lăng bên trái hoặc bên phải nè. Ở Việt Nam mình sẽ sử dụng bên trái nha các bạn. Đây là âm thanh game, các bạn thấy lớn quá, các bạn thấy chỉnh nhỏ, nhưng mà mình nghĩ để maximum đi các bạn. Còn hộp số thì nó sẽ có hộp số sàn với hộp số tự động. Cái mật độ giao thông, tức là những cái chiếc xe mà lưu thông chung với mình đó các bạn. Nếu máy bạn nào mạnh ấy thì sẽ để cao thì xe nó sẽ đông hơn, còn máy bạn nào yếu thì nên để ít, để low nó sẽ thấp hơn, còn nào muốn tắt luôn thì bắn ốp đó, mình sẽ chắc để trung bình đi các bạn. Rồi tiếp theo phần đồ họa game thì cũng như cái trên thôi, bạn nào là máy mạnh thì để bên này bên phải, còn nào máy yếu để bên trái, mình để bên trái đi các bạn. Đó, lái cho mình để bằng phím đi ha các bạn, tại vì mình lái trên máy tính đấy nên mình để bằng phím để cho nó dễ. Rồi wow, đồ họa công nhận là rất là đẹp luôn các bạn. Rồi ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái mục dưới này. Dưới này nó sẽ có bản đồ nè, mod xe nè, phụ kiện với thời tiết. Thời tiết mình nghĩ chắc các bạn cũng đã biết rồi đúng không, tức là chỉnh trời mưa trời nắng đấy nè, ít mưa nắng nhiều mưa được kiểu nè. Thời gian luôn nha các bạn, các bạn muốn chạy buổi sáng buổi chiều buổi tối gì đấy có thể là chỉnh cái thời gian ở đây hả. Mình chỉnh nó chắc mặc định đi, nó ra gì nó ra. Rồi bây giờ bản đồ trong này chúng ta sẽ có bản đồ gì nè. Hiện tại thì sẽ có đầu tiên là cái bản đồ nông thôn nha các bạn, nông thôn đi thành phố, tức là từ quê lái xe đi thành phố đấy. Tiếp theo sau này sẽ có thêm cái map địa hình vùng núi rồi nè, hoặc là đô thị bãi biển rồi các kiểu đấy, thì sau này nó sẽ có. Rồi đó là cái một bản đồ. Tiếp theo tôi chọn nó có gì quay dữ vậy. Tiếp theo là cái mục mod xe các bạn. Rồi ok, mình coi trong này nó có xe gì nha các bạn. Ui trời, nó quay dữ vậy. Hiện tại thì trong này nó sẽ có gọi là Hyundai Cauti nè. Tiếp theo là Ford Transit. Ford Transit là xe 16 chỗ mà phải gọi là Việt Nam rất là thịnh hành luôn các bạn. Cái thứ ba là con Toyota Hiace đời 2018 các bạn. Con này ở Việt Nam thường dùng làm xe 16 chỗ thì cũng ít nha các bạn. 16 chỗ thì ít đấy, chạy dịch vụ nó ít, mà xe chạy 16 chỗ gia đình thì hơi nhiều. Và con này thường dùng để làm cấp cứu cũng khá là nhiều luôn các bạn. Sau này mình nghĩ anh Tiến nên update thêm con Mercedes Sprinter nè. Đó, con đó cũng khá là thịnh hành đấy. Các bạn nào muốn anh Tiến update con xe nào vào nữa thì các bạn comment ở dưới để anh Tiến và biết update cho các bạn nhá. Ok, bây giờ mình chạy con chắc con Ford Transit đi á. Rồi ok, lấy Ford Transit ra nào. Rồi tiếp theo là phần phụ kiện, để mình xem cái phụ kiện có gì nhá. Đầu tiên là phần skin các bạn. Đây đầu tiên là cái skin limousine. Đó, xe limousine, tiếp theo nó cũng limousine nè. Có skin xe cứu thương nè các bạn. Skin xe cảnh sát luôn. Cái này là skin xe nhà xe Hà Sơn Hải Văn, Futabus Phương Trang nữa nè. Wow, rất là nhiều luôn nha các bạn. UBS là một cái hãng vận chuyển hàng hóa các bạn. Còn đây là một những cái sơn xe thôi. Đó. Con ngựa, cái này con hổ chứ. Wow, khá là nhiều cái màu sơn đẹp luôn các bạn. Đây một con limousine nữa nè. Con này limousine Tâm Bảo Anh các bạn. Rất là nhiều luôn nha các bạn, không ít thôi. Nhiều vãi nồi luôn. Wow. Mình nghĩ là chạy một con limousine đi thôi các bạn. Limousine này đi. Nhiều màu vãi nồi luôn, nhìn chóng mặt luôn các bạn. Thôi này để coi cái màu gốc như vậy đi cho nó là xịn sò. Rồi tiếp theo là mâm xe, nó cũng có rất là nhiều mâm xe luôn nè. Bạn nào thích mâm xe nào thì lấy mâm xe đó nguyên bản đi, nó độ lên này, mâm xe lazen, có mâm xe gỉ sét nè các bạn, tức là mâm xe hồi xưa ấy, lâu quá rồi ấy. Rồi phụ kiện này ta có lơ xe nữa nè các bạn. Wow, có cả lơ xe đứng nè các bạn, có thể là dán thêm cái chữ hỉ, chữ hỉ mà đi lái xe đám cưới ấy. Có thể gắn thêm lá cờ bên trái nữa nè, lá cờ bên phải nữa nè. Hành lý gắn trên nóc luôn các bạn. Chở đồ trên nóc luôn các bạn, hài vải chưởng luôn các bạn ơi. Rồi ok, để mình tắt cái chữ hỉ nữa, mình lái xe bình thường nè. Rồi thì đó là sơ qua về những cái tính năng ở phía ngoài của cái game này. Đó, mình nghĩ là bây giờ cái phần mà các bạn trông chờ nhất là bên trong game đúng không? Ok, thì mình sẽ vào bên trong game để trải nghiệm chung với các bạn nha, coi có những cái tính năng gì. Ok.
Ok, mình sẽ vào một lái xe nằm bên đây nè. Cái camera mình nó che, các bạn không biết có thấy không. Rồi, mình vào lái xe nha. Đợi nó tải một tí. Game này mình nghĩ khá là tối ưu rồi, nên là cái việc load nó cũng gọi là tương đối nhanh các bạn, không có còn chậm như mấy cái game hồi xưa đó. Hồi xưa đôi khi một số game nó bị chậm ấy, nhưng mà bây giờ nó nhanh vãi. Đây các bạn ơi, wow, đồ họa khá là chi tiết luôn ấy các bạn. Đặc biệt là cái chiếc xe nè các bạn, làm chi tiết phải nồi luôn ấy. Cái màn hình rất là nhiều tính năng luôn nha các bạn. Nhưng mà các bạn có thể là ẩn nó đi được. Đó, ẩn nó đi mình được bình thường. Đó, mặc dù nhiều tính năng nhưng mà các bạn có thể ẩn đi được. À, bên này chúng ta sẽ có khá là nhiều tính năng nè. Ví dụ bên trái đi, bên trái chúng ta sẽ có cái đồng hồ để báo hiệu với một cái bản đồ để dẫn đường này nha. Dưới này có đồng hồ nữa nè. À, đây có hình như là cái đổi camera hay phải không ta? Hay là chụp hình đó. À, cái này là chụp hình đó các bạn. Cái này là chụp hình thôi. Các bạn có thể là thêm nhạc vào được luôn nha. Đây là nhạc nè. Còn này khi mà trường hợp xe các bạn bị tai nạn rồi, cái kiểu các bạn bấm vào để lôi xe về, điểm xuất phát là lôi về đây nè các bạn. Rồi, bên phía dưới bên trái thì chúng ta sẽ có một số tính năng, ví dụ như là cần đèn nhanh nè. Cái này như phải đề máy lên nó mới có thể là xài được các bạn. Để mình tìm nút đề máy nè. Đây đây đây. Đề nè. Đó. Các bạn nghe tiếng đề máy không? Đây, đèn nhanh nè các bạn. Ồ, khá là hay. Đèn nhanh là không phải bấm vào nha các bạn. Đèn nhanh gặt như ngoài đời luôn. Đây, gặt xuống là nó nhanh bên trái nè. Gặt lên nhanh bên phải nè. Khá là hay. Hay thật luôn ấy. Đó là phần đèn nhanh. Tiếp theo là cái này là cái đèn cảnh báo nè, ở chính giữa nè. Cái này là những gạt mưa các bạn. Đó. Bên trời coi, có mấy chế độ gạt mưa. Trong này nó sẽ có hai chế độ gạt mưa. Cái này là gạt mưa chậm nè các bạn, còn gạt mưa nhanh là các bạn gạt xuống. Đó, nhanh hơn một tí. Wow. Rồi, phần đèn. Đây cũng có đèn nè. Cái này là đèn nhá đây nha các bạn. Thường chạy các bạn hay nhá với những cái xe đằng trước ấy. Các bạn bấm vào đây. Kèn thì chúng ta sẽ có ba loại kèn. Đây là kèn ngăn. Còi ngăn, còn này là còi bình thường các bạn, như còi hơi hay sao ấy. Ui. Còi liên thanh luôn các bạn. Wow, kẹt còi này các bạn, khi các bạn bấm các bạn giữ thì nó sẽ âm thanh nó liên tiếp ngoài luôn. Dưới này chúng ta sẽ có một cái để phóng thu phóng xa gần nè. Đó. Rồi. Tiếp theo bây giờ cũng qua cái mục bên phải các bạn. Cái mục bên phải là cái mục mình đánh giá rất là hay luôn, vì nó rất là nhiều tính năng. Đầu tiên là cái nút mà nãy mình bấm cho các bạn xem đấy, tức là ẩn những tính năng này các bạn biết rồi đúng không? Còn đây là cái nút mà để trở về cái camera ban đầu ấy, đó, trở về nè. Còn cái máy quay phim này là đổi góc nhìn các bạn. Đây, đây là cái góc nhìn trong xe nè các bạn thấy không? Wow, nội thất đẹp phải nồi các bạn. Đây là góc nhìn ở ngoài. Còn đây là góc nhìn ở trên xuống. Đây là góc nhìn xung quanh. Đấy. Rồi, đó là cái phần góc nhìn. Cái nút này thì các bạn để trở về màn hình chính nè các bạn. Đó. Rồi, trên này chúng ta sẽ có một số nút, ví dụ như mở cửa nè. Đầu tiên là cái cửa này là cửa phía trước, cửa tài xế với là cửa bên ghế phụ. Đóng lên đây nè. Rồi, tiếp theo cái cửa này là cái cửa phía sau. Ui, bên này nha các bạn. Đó, nó kéo về luôn. Hay vãi. Đóng lên nè. Xịn chưa, xịn chưa? Còn đây là như chắc có thể là cái cốp ấy. Đúng rồi các bạn, đó là cái phần cốp. Ui, hành khách bỏ đồ vào luôn rồi nè các bạn. Hay vãi. Cái này các bạn có thể là ẩn vào được nữa nè. Đây là cái nút gì đây? Đây là nút gì ta? Đèn nội thất các bạn. Đây, đèn nội thất. Đây, tắt nè, mở nè, nó sẽ sáng lên ở trong nội thất các bạn. Cái này thì mình nghĩ là dành cho đi buổi đêm ấy, nó rất là hợp lý luôn. Còn đây là đèn gì đây? Cũng là đèn nội thất nhưng mà lại là đèn led, đèn màu nha các bạn. Để mình coi coi, thấy không ta? Nó là đèn màu các bạn. Là sao ta? Cái phần đèn này mình cũng chưa rõ cho lắm nha các bạn, nhưng mà nó là đèn nội thất đấy. Trên này chúng ta có cần số nè, hiện tại mình đang chỉnh cái số tự động nha các bạn. Số D chạy tới, số N là số no, số G là số chạy lui nha các bạn. Đó, cái này các bạn biết rồi đúng không? Cái này là hình như thắng tài nha. Thắng ta, có thể là thắng tài đấy. Đây là cái nút đề máy này mình sử dụng cho các bạn xem rồi đấy. Bấm như vậy là tắt nè. Khi mà tắt là nó có thể là khóa xe luôn các bạn. Các bạn có thể là khóa xe lại là không ai mở được luôn. Mình mở xe lại nè, đó, đề máy lên. Hay nha. Rồi, phần đèn thì chúng ta sẽ có đây. Nó có mấy chế độ đây. Ba chế độ tắt, chế độ đèn thường nè,
đèn cót nè, có chế độ đèn pha, pha mạnh luôn nhá. Đó, còn đây là chân ga, chân thắng. Đó, thì đó là sơ qua về những cái tính năng trên cái màn hình game này. Đó, bây giờ chắc mình sẽ test thử coi là chạy coi nó như thế nào một cái nha. Rồi chúng ta sẽ kết thúc video đây. Ok, mình vào trong nào. À, đề máy lên nha. Ủa mình đề chưa ta? Chưa đề mà. À giờ mới đề nè. Chơi hồi ngáo luôn các bạn. Rồi ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vào số số D là số chạy tới đúng không? Đây mình thắng tay hạ chưa? À, hiện tại là đang hạ thắng tay nè. Các bạn đóng lại cái mục này nó sẽ màu đỏ là các bạn đang thắng tay. Rồi ok. Số 1 này tức là cái số xe nha các bạn. Đâu, để đi, chạy tới được coi. Ố chạy được rồi nè. Rồi, lái qua bên này. Ô ok, hiểu các bạn. À, rồi, như vậy rồi bây giờ mình sẽ đánh vô lăng qua bên này. Rồi bây giờ mình sẽ chạy tới nè. Bây giờ là mình đang mắc kẹt hay sao các bạn? Để coi nào. Đúng rồi các bạn ơi, mình đang mắc kẹt, bây giờ mình sẽ trả số lùi lại. Đây, lùi lại. Cũng đạp ga và đánh vô lăng. Đó, à, ok chưa? Quá tuyệt vời chưa? Rồi bây giờ mình chạy tới lại nè. Lần này là phải ra được nha các bạn. Ok, rồi đi ra. Ui cái đường ra nhỏ vãi nồi luôn ấy các bạn ơi. Bây giờ mình đi bên nào trời? Bên trái bên phải này, hình như là bên phải. Ê, có chừng lũi vô nhà người ta. Rồi lui lại trả xuống giờ lui ra. Rồi ok. Cái kiến hậu đâu ta? What the hell, cái kiến hậu đâu? Hình như mình không biết là mở kiến hậu ở đâu luôn ấy các bạn. Không có kiến hậu thì mình không nhìn được phía sau. Ô đây là cái cổng ga nè các bạn ơi. Wow. Đây là cái đường ga các bạn, rất là nhỏ luôn. Mình nghĩ đây là cái bến xe ở quê đây các bạn ơi. Wow. Tuyệt vời quá luôn ấy các bạn. Cô mở cổng ra luôn nè các bạn ơi. Ok, thì chắc như vậy ngày hôm nay mình sẽ làm cái clip hướng dẫn các bạn tải game cũng như là hướng dẫn các bạn chơi được cái tựa game này sơ và như vậy thôi. Trong cái tập sau mình sẽ làm một cái video để trải nghiệm cái game này kỹ hơn cho các bạn xem, để lái xe trong cái game này coi nó trải nghiệm như thế nào nhá. Bạn nào thấy video của mình hay đừng quên để lại cho mình xin một like. Bạn nào mà chưa ấn đăng ký cho kênh của mình thì đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ kênh của mình nhé. Rất cảm ơn các bạn đã xem video này, và các bạn nào muốn mình chơi tiếp cái tựa game này thì comment ở dưới. Anh Quý ơi chơi tiếp tục Minibus Simulator Việt Nam đi. Ok, mình sẽ chơi trong các tập sau nhá. Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ. Yeah.